Nếu các cô chú anh chị đang bị đau nhức mỏi cổ vai gáy, đau lan tê bì xuống dưới cánh tay, nhức mỏi cánh tay và đau nóng rát toàn bộ phần vai và gáy thì chúng ta đừng bỏ qua bài tập yoga trị liệu tuyệt vời này nhé. Vâng, luyện tập yoga đã được các cái chuyên gia y khoa khuyên rằng đây là một giải pháp rất là hữu hiệu để chúng ta khắc phục cái tình trạng đau cổ vai gáy. Và bài tập yoga sau đây đã được cô Hằng Nga xây dựng để dành cho giáo án, dành cho các lớp tập yoga trị liệu chuyên nghiệp của mình, và nó cũng đã giúp được hàng ngàn được học viên cải thiện được sức khỏe. Và những bài tập yoga sau đây thì cô Hằng Nga đã thiết kế giờ khá là đơn giản để chúng ta có thể ai mình cũng đều có thể thực hiện được, và chúng ta cũng không cần tập những cái động tác quá khó đâu, đúng không ạ? Chỉ cần là liên tục, đầy đủ và đều đặn, nó sẽ giúp chúng ta cải thiện được sức khỏe cổ vai gáy của mình rất là đáng kể, đúng không ạ? Và chỉ mất có 30 phút thôi để chúng ta trải nghiệm. Vâng, và hãy sẵn sàng để chúng ta bắt đầu vào bài tập. Ta sẽ bắt đầu trong tư thế ngồi. Bạn cũng có thể ngồi ngay ở trong nhà của mình hoặc ở trên giường, đúng không ạ? Cũng có thể không cần dùng thảm được. Đó, để chúng ta bắt đầu. Mình sẽ bắt đầu trong tư thế ngồi khoanh chân. Chân phải mình sẽ đặt ở trên. Ta sẽ giữ cho lưng thẳng. Đó, giữ lưng của mình thẳng. Hít đầy mà hơi thật sâu, vươn căng tay lên. Vươn dài lưng, kéo căng giãn cột sống, đúng rồi, chúng ta vươn hai cánh tay của mình lên, lòng bàn tay chúng ta hướng vào nhau, thở ra hạ tay mắt nhìn xuống, hít sâu vươn căng tay lên, vươn dài lưng, kéo giãn cột sống, đúng rồi, thở ra hạ tay mắt nhìn xuống, và một lần nữa hít sâu vươn căng tay lên, đan ngón tay, lật ngửa lòng bàn tay, vươn căng ra sau đầu. Rồi bạn hãy lưu ý chúng ta không kẹp sát vào cạnh mang tai, mình sẽ để một chút xíu đó, cái khoảng cách ở giữa tay và vai. Đó, mắt nhìn ngang tầm mắt, nhắm mắt và hít thở chậm lại. Nếu bạn là người lần đầu tiên chúng ta luyện tập bài tập này thì đơn giản là hơi thở chúng ta chỉ cần hít vào và thở ra, hãy giữ một hơi thở chậm rãi. Tập trung chú ý vào hơi thở ra. Khi thở ra, toàn bộ các cơ của bạn sẽ được giãn mềm và thả lỏng. Rất tốt. 3, 2 và 1 rồi. Nhẹ nhàng buông tay hạ xuống. Hai tay chúng ta đặt lên gối. Hít vào đẩy căng lồng ngực. Đúng rồi. Tập trung vào cơ ngực, đẩy lồng ngực, đẩy căng ra cổ. Hơi ngả đầu về sau, mắt nhắm lại. Thở ra cuộn, gù lưng lại. Mắt nhìn xuống rốn. Ta lặp lại. Hít vào đẩy căng ra cổ, đẩy tập trung đẩy lồng ngực về phía trước, nhắm mắt lại, hơi ngả đầu về sau, thở ra cuộn gù lưng mắt nhìn rốn. Hít sâu một lần nữa đẩy căng lồng ngực, đẩy căng ra cổ, mắt nhìn lên, nhắm hờ mắt lại, hít thở chậm lại, rồi thở ra cuộn gù lưng mắt nhìn rốn. Rồi, hít sâu, thở ra, buông lỏng. Hít vào tay trái, chúng ta chống ngang hông trái. Bạn có thể chống hờ ngón tay cao lên nhé. Vươn tay phải sát mang tai. Thở nghiêng qua bên trái. Cũng có thể đặt ngón tay lá áp lòng bàn tay xuống. Hít sâu, nâng lên về giữa. Thở đổi bên. Hạ bàn tay phải xuống ngang hông phải. Nghiêng qua bên phải. Nào, hãy kéo căng cái eo sườn bên trái. Hít vào về giữa. Thở đổi bên, nghiêng qua bên trái. Hãy nhấn cái mông phải của chúng ta xuống. Hít sâu về giữa. Thở đổi bên, nghiêng sang bên phải. Nhấn mông trái nào, hai mông chạm xuống thảm. Hít vào về giữa. Thở sang trái. Lần này chúng ta giữ ở đây. Hít thở chậm lại. Nhấn mông phải, má hướng bắp tay, mắt nhìn chếch lên trần. 3, 2 và 1. Hít sâu, mình trở về giữa, thở đổi bên, nghiêng qua bên phải, hít thở chậm lại. 3, 2 và 1, giờ hít sâu về giữa. Hít sâu, tay trái chống ngang hông trái, tay phải mình cầm sát phần mang tai, thở hơi nghiêng qua bên trái. Mình chỉ cần đặt một lực nhẹ, chúng ta đừng có kéo mạnh nhé, nó sẽ bị căng cứng cơ cổ. Đó, mình chỉ cần thả lỏng ra, nhắm mắt lại, hít thở chậm lại. Đưa suy nghĩ về vùng vai và gáy. Hít sâu, thở mềm. Hít sâu, thở mềm. Rồi chúng ta đổi bên. Hạ tay phải xuống ngang hông phải. Hít sâu, tay trái nắm sát phần mang tai.
thở nhẹ nhàng, thả lỏng nghiêng qua bên trái. Hít thở chậm lại. Hít sâu, thở ra thật chậm. Hít sâu, thở ra thật chậm. Rồi nhẹ nhàng chúng ta trở về giữa. Rồi hít vào, từ từ mình nghiêng qua bên trái, mắt nhìn sang ngang mình sượt qua vai trái, hai tay chúng ta vẫn chống đặt cạnh hai bên, nhẹ nhàng nào nhắm mắt, hít thở chậm lại. Hít sâu về giữa, thở đều bên, mắt nhìn sang ngang bên phải. Lặp lại, hít vào về giữa, thở sang trái, hít thở chậm lại. Hít sâu về giữa, thở sang phải. Nào chúng ta hãy nhớ chú ý nhé, trong khi ngồi chúng ta phải thẳng cái lưng nhé, mình không trùng lưng xuống này. Đó, thẳng lưng lên. Hít sâu về giữa, sang trái. Giữ ở đây trong vài nhịp thở. Hít thở chậm lại. Hít sâu, thở thật chậm. Hít sâu, thở thật chậm. Rồi chúng ta đổi bên, hít vào trở về giữa. Đổi bên nhé. Rồi sang bên phải. Nhắm mắt hít thở chậm. Chú ý quan sát lưng, thẳng lưng nào. Đẩy ngược lên, chúng ta không gù lưng xuống nhé. Nào, luôn giữ cho lưng thẳng. Hít sâu về giữa, thở ra. Bây giờ hai cái tay chúng ta đặt ở bên cầu vai. Mình hai tay đặt trên cầu vai. Ta sẽ quan sát trước một lần. Hít sâu, trỏ tay chúng ta sẽ chạm về phía trước. Khi thở ra bạn sẽ mở cái trỏ tay ra mình ra thật rộng. Đó, xoay lại thì chúng ta sẽ được một vòng. Bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Là hãy nhắm mắt vào, tập trung vào hơi thở. Đúng rồi, hít sâu, thở vòng tay về sau. Đúng rồi, rất tốt. 6. Hít sâu, thở mềm. 5. Đúng rồi đấy. 4. Thả lỏng vai ra nào. 3. 2. Rất tốt rồi. Và 1. Rồi, mình đảo chiều nào. 1. 2. Rất tốt. 3. 4. 5. Rất tốt. Và 6. Rồi, nhẹ nhàng buông tay, hít sâu. Vươn căng tay lên. Vươn dài lưng, kéo căng giãn cột sống, thở ra là hướng cái lòng bàn tay về phía trước, nhẹ nhàng vuốt đó hạ xuống. Rồi bây giờ chúng ta lặp lại, hít vào, vươn căng tay lên, vươn dài lưng, kéo căng giãn cột sống ra, thở ra đưa hai cái tay về phía sau, hướng lòng bàn tay về phía trước, rồi nhẹ nhàng hạ xuống. Và một lần nữa, hít vào, vươn căng tay lên, rồi đan ngón tay lật ngửa lòng bàn tay, mình vươn căng lên sau đầu. Hít thở chậm lại. Hít sâu, thở mềm. 3, 2, 3. Hít sâu, thở vươn tay ra sau đầu nhiều hơn. Rất tốt. 1. Rồi nhẹ nhàng buông tay, mình hạ xuống. Rồi hít vào, ta vươn căng tay lên. Đúng rồi, thở ra căng vai, mình kéo cái khuỷu tay phải qua trái. Đó, cái tay phía sau của chúng ta sẽ áp vào phía sau lưng nhé. Đó, bạn có thể nhìn thấy phía sau lưng. Đó, tay phía sau của chúng ta sẽ áp vào phía sau lưng. Đó, cái bàn tay phải của mình. Nhắm mắt lại nào. Đúng rồi, hít thở chậm lại. Và chúng ta sẽ cố gắng là mình sẽ nhìn sang ngang cái tầm mắt nhé. Đó, chúng ta không nhìn cắm xuống đất. Đúng rồi, nhắm mắt hít thở chậm lại. Rất tốt, đúng rồi đấy. 3, 2, rất tốt. Và 1. Rồi, nhẹ nhàng mình vươn tay lên. Hít sâu, thở chúng ta. Rồi, đổi bên. Nhắm mắt, hít thở chậm lại. Hít sâu, thở mềm. Hãy đưa suy nghĩ về vùng vai, ngực. Hít sâu, thở mềm. Rồi, nhẹ nhàng buông tay, hạ xuống. Rất là dễ chịu đúng không ạ? Vâng, tiếp tục nào. Hít vào, tay phải chúng ta đưa về phía trước. Thở ra, ta đưa qua bên trái, hướng cái lòng bàn tay vào thân. Tiếp tục cái bàn tay trái của mình kéo ép sát vào người. Nhớ là cái thân mình vẫn giữ thẳng như này nhé. Chúng ta không vẹo người sang một bên này nhé. Đó, cái thân người mình, đó, cái hông, hai hông vẫn thẳng hàng. Chúng ta chỉ ép cái cánh tay này thôi. Và cái tư thế này đã giúp mình giải tỏa hết căng cứng ở phần cánh tay của chúng ta. Nào, hít thở chậm lại. Bạn cũng có thể nhắm mắt. Đúng rồi, mắt nhìn ngang tầm mắt và nhắm lại.
Hít sâu, thở mềm. Rồi bây giờ chúng ta đổi bên nào. Tay trái mình đưa ra phía trước, đưa sang ngang, hít sâu thở. Rồi kéo ép sát vào người. Hai lòng bàn tay chúng ta hướng về thân. Rất tốt. Hít thở chậm lại. Đúng rồi đấy. 3, 2, 3, 1. Rồi nhẹ nhàng buông tay xuống. Hít vào mình đan tay trước ngực. Thở ra lật ngửa lòng bàn tay cuộn gù lưng, mắt nhìn xuống rốn. Hít sâu buông tay lại đan sau lưng. Đan tay về phía sau lưng nhá. Đúng rồi, đan phía sau lưng. Thở ra lại vươn dài người về phía trước gập xuống. Đó, bạn hãy thả lỏng các cái cánh tay. Thả lỏng cánh tay của mình ra, chỉ còn cái ngón tay mình đan vào nhau thôi. Sau này chúng ta tập tốt thì mình sẽ có thể chạm được trán xuống. Đó. Nếu mình không chạm được thì cũng không sao nhá. Thả lỏng cánh tay ra. Đó, lặp lại. Hít sâu nâng người lên. Đó. Thở ra đan hai tay lại trước ngực. Lật ngửa lòng bàn tay. Đúng rồi. Cuộn gù lưng lại, mắt nhìn rốn. Lặp lại, hít vào buông hai tay đan sau lưng. Thở ra vươn dài người về phía trước gập xuống. Đúng rồi. Vươn dài người ra nào. Nếu chúng ta chưa chạm trán giờ được không sao đâu. Cứ thả lỏng ra là được. Ưỡn ngược lên, mình không gù lưng nhá. Đẩy ngược thẳng lên. Đó, hít sâu nâng người lên. Một lần nữa. Thở ra tay đan trước ngực. Cuộn gù lưng. Đúng rồi, mắt nhìn rốn. Giữ ở đây và hít thở chậm lại. Ba, hai và một. Hít vào buông tay. Thở ra đan sau lưng. Đẩy ra xa mông. Rồi bây giờ mình vươn dài người về phía trước. Gập xuống nào. Hít thở chậm lại. Đúng rồi. Hít thở chậm lại. Đẩy tay ra xa mông. Hít sâu thở mềm. Thả lỏng cánh tay ra nào. Chỉ còn ngón tay mình đan vào nhau thôi. Rất tốt. Đúng rồi đấy. Hít sâu thở mềm. Hai và một. Rồi nhẹ nhàng. Hít sâu, thở ra, nâng người lên, rồi cuộn vai về sau 3 lần, thả lỏng. Rồi, đảo về phía trước, hít sâu, và thở, thả lỏng. Rồi, bây giờ tiếp tục nè. Tay trái của bạn sẽ đưa hướng sang ngang. Đó, mình sẽ, cái lòng bàn tay của chúng ta hướng về phía trước mặt nhá. Đó, đúng rồi, mình nghiêng cạnh bàn tay, ngón cái chúng ta hướng lên trần, hít sâu này. Thở từ từ, chúng ta đưa cánh tay về phía sau. À, này, cố gắng bẻ cái cổ tay của mình ra. Đó, giống như là cái cổ tay nó sẽ vuông góc với cánh tay đấy. Đó, cái tay còn lại mình cứ đặt thả lỏng trên gối thôi. Rồi, hít sâu mình thu tay về. Thở, chúng ta đổi bên nào. Đưa cái tay phải lên. Đúng rồi, về hướng cái bàn tay về phía sau. Đưa ra về phía sau, đúng rồi. Đó, tiếp tục bẻ cổ tay lại. Đó, rất là dễ chịu đúng không ạ. Rồi, hít sâu thu tay về. Rồi, chúng ta đổi bên nhá. Nào, đưa tay trái ra phía trước, nghiêng cạnh bàn tay ra, ngửa lòng mà hướng lòng bàn tay về phía trước, hít sâu, rồi thở đưa hướng về sau, người thân người mình vẫn ở giữa chứ không có vẹo người sang bên nhé, thân người mình vẫn ở giữa, đúng rồi, ta vẫn ở giữa, đưa phía sau rồi chúng ta bẻ cổ tay lại, đúng rồi, rất tốt, hít sâu về, rồi thở ra, hít vào tay phải đưa lên, đúng rồi, rất tốt, thở đưa sang, hướng nó về sau, ngay nếu mà có ai đó giữ cho mình cánh tay hoặc bạn có thể bám vào cái bức tường để mình cái tay mình ngả ra sau như vậy rất là dễ chịu đấy. Rồi bẻ cổ tay của chúng ta lại. Rồi nhẹ nhàng hạ xuống rồi. Cuộn vai về sau 3 lần. 3, 2, 3, 1. Rồi chúng ta đảo chiều nào. 3, 2, 3, 1. Đó, rất là dễ chịu đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến một cái tư thế cực kỳ là tuyệt vời. Đó là tư thế bò mèo. Nó không chỉ giúp ta phần giải tỏa căng thẳng phần cổ vai gáy mà nó giúp mình giãn mềm cả phần cột sống. Nào bây giờ hai cái tay của chúng ta sẽ chống ngay ở dưới xương vai. Hai đầu gối ở dưới xương hông, bạn có thể dựng cái gót chân của chúng ta lên. Đó, hít thở chậm nhá. Hít vào, đẩy cao mông, uốn cong đốt sống ngực. Đẩy cao vai, mắt nhìn lên. Thở ra cuộn gù lưng, mắt nhìn xuống rốn. Ta lặp lại. Hít sâu, cong mông uốn ngực nhấc cao vai, mắt nhìn lên. Thở ra cuộn gù lưng, mắt nhìn rốn. Rất là dễ chịu đúng không ạ? Hít vào, cong mông uốn ngực nhấc cao vai, mắt nhìn lên. Hít thở chậm lại. Giữ ở đây, trong vài nhịp thở. Hít sâu, đưa suy nghĩ về cơ ngực, đẩy ngực. Đúng rồi, mềm người ra. Hít sâu, và thở mềm uốn cong đốt sống ngực.
Rồi thở ra hết cuộn, gù lưng, mắt nhìn rốn, hít thở chậm lại. 3, 2 và 1 rồi, nhẹ nhàng nâng người lên. Rồi bây giờ tay phải của chúng ta chống làm trụ. Hít sâu mình vươn cái tay trái lên. Đó, mình sẽ nhìn sang ngang nhé. Chúng ta sẽ nhìn sang ngang. Sau này mình tập tốt, mình bớt đau vai gáy, chúng ta có thể nhìn theo. Bây giờ chúng ta hãy nhìn sang ngang. Đó, để cho cái cổ vai gáy mình nó giãn. Rất tốt, 3, 2 và 1. Rồi, thở ra hết nhẹ nhàng. Hạ tay xuống. Ta đổi bên nào. Hít vào vươn tay phải lên. Đúng rồi, mắt mình nhìn sang ngang. Thở ra hạ tay xuống. Lặp lại. Hít vào tay phải làm trụ, tay trái lên. Rất tốt. Bạn không thoải mái phần cổ, chúng ta sẽ có thể nhìn sang ngang nhé. Sau này mình tập tốt có thể nhìn theo tay. Rồi, thở ra hạ tay xuống. Đổi bên, hít vào tay phải lên. Thở ra hạ tay xuống. Rồi, hít sâu, thở mềm. Hít sâu và thở mềm. Rồi, bây giờ chúng ta nhẹ nhàng bắt chéo hai chân ở cổ chân. Rồi, ngồi và chúng ta duỗi thẳng hai chân về phía trước. Rũ nhẹ và rũ nhẹ. Bây giờ chúng ta sẽ co cái chân trái áp vào cái má trong của đùi phải. Hãy giữ cho lưng của chúng ta thẳng nào. Rồi, dựng gót chân mình lên. Hít đầy một hơi, vươn dài lưng, kéo căng, giãn cột sống. Rồi, thở chúng ta gập người về phía trước. Các bạn sẽ thấy rằng nếu như cái lưng của mình nó gù lại thì chúng ta sẽ không tiếp tục cố gùng gù xuống để gập nhé. Mình sẽ thẳng cái lưng lên. Đó, và tốt nhất á là các bạn sẽ sử dụng một cái khăn bông. Nếu mình tập yoga có sợi dây tập thì rất tốt, chúng ta sẽ sử dụng sợi dây tập. Đó, mình sẽ vòng cái sợi dây vào cái lòng bàn chân của chúng ta. Đó, nếu như bạn bị lưng gù này thì mình sẽ nối dài cái dây ra. Đó, giúp mình kéo giãn phần cột sống ra. Đó, giải tỏa hết toàn bộ phần căng thẳng cột sống này, vai và gáy. Mình đừng gồng nhé, mình không gồng, không gồng, không cố gồng. Thả lỏng ra, đúng rồi, thả lỏng ra. Đó, sau này nếu như mà chúng ta tập mềm, giãn mềm vài lần rồi thì chúng ta có thể nắm được lấy cái bàn chân. Đó, thả lỏng lại. Cái khung gồng cổ, thả lỏng cổ ra, đúng rồi. Mắt chúng ta sẽ nhìn, cách là chúng ta nhìn vào cái bàn chân. Nào, vươn dài lưng, kéo giãn cột sống nào. Rồi, kéo giãn cột sống ra. Rất tốt, đúng rồi. Thu cằm về hõm cổ, chúng ta không ật cằm ra thế này. Đó, mà cũng không gục cằm xuống, mắt mình nhìn vào cái bàn chân phía trước, nhắm mắt lại, hít thở chậm lại. Rất tốt, đúng rồi đấy. 2 và 1, rồi, nhẹ nhàng nâng người lên. Hít vào tay trái, chúng ta chống sau mông, ưỡn ngực thẳng lưng, tay phải mình đặt lên cái gối trái. Rồi chúng ta thở vặn qua bên trái. Đó, mình sẽ cảm thấy cái cột sống của mình nó cực kỳ là dễ chịu nữa luôn. Mắt nhìn sang ngang giữa có vai nào. Rồi, hít sâu trở về giữa. Thở, chúng ta đổi bên nhé. Rồi mình sẽ co cái chân phải lại, áp vào cái má trong của đuôi trái. Nào, hãy thẳng lưng lên. Hít đầy một hơi, vươn căng tay lên. Vươn dài lưng, kéo căng, giãn cột sống. Thở gập xuống. Rồi, bạn cũng có thể sử dụng cái sợi dây này. Sợi dây nó sẽ giúp chúng ta thẳng cái lưng hơn, giúp mình vừa kéo giãn được phần cột sống mà giúp mình vừa thẳng được cái khoeo chân. Một số bạn sẽ thấy cái chân nó hơi cong cong này, thế này nó cứng mà, nó bị kéo bó cứng mà. Đó, chúng ta kéo thẳng ra. Đó, bài tập này còn giúp chúng ta giảm đau lưng cực kỳ là hiệu quả. Nhắm mắt lại, thu cằm về hõm cổ. Sợ các bạn tập tốt thì chúng ta sẽ không cần dây nữa, mình sẽ bỏ sợi dây ra. Thì mình sẽ nắm lấy bàn chân, chú ý quan sát, không có gù lưng nhá. Nào, ưỡn ngược lên, rất tốt, thẳng lưng lên. Nhắm mắt lại, nhìn vào cái bàn chân của chúng ta. Hít sâu, vươn dài người về phía trước. Hít sâu, nào, không gù lưng, thẳng lưng lên. Ưỡn ngực, rất tốt, đúng rồi. Hít sâu, thẳng lưng, thở mềm. Hít sâu, thở mềm. Rất tốt, rồi, nâng người lên. Hít vào một hơi thật sâu, tay phải mình chống phía sau mông. Bạn có thể chống hờ ngón tay cao lên. Tay trái chúng ta nắm lấy cái đùi trái, thở vặn người qua bên phải. Rồi bạn sẽ cảm thấy là cực kỳ là dễ chịu luôn cái phần cột sống của chúng ta. Nhắm mắt thả lỏng nào. Hít sâu. Nào, hãy quan sát nào, thẳng cái lưng của chúng ta lên. Không trùng lưng thế này nhá. Ưỡn ngực, đúng rồi, thẳng lưng. Ưỡn ngực lên nữa, đúng rồi. 2 và 1, rồi, nhẹ nhàng xoay người về phía trước. Duỗi thẳng hai chân của chúng ta, rũ nhẹ và rũ nhẹ. Hít một hơi thật sâu, vươn căng tay lên. Vươn dài lưng, kéo căng, giãn cột sống.
Rồi thở chúng ta gập xuống. Nếu bạn vẫn thấy lưng gù, kheo chân mình nó cong lên thế này thì chúng ta có thể dùng cái sợi dây nhé, mắc cái dây vòng qua cái lòng bàn chân. Đó, lại sử dụng sợi dây, vòng cái dây vào lòng bàn chân, thẳng cái lưng lên và lùi dây lại. Đó, tư thế này sẽ còn giúp chúng ta kéo giãn hết toàn bộ phần cột sống. Đó, lưu thông khí huyết, giảm áp lực lên các cái địa điểm, giúp mình giảm đau lưng khá là hiệu quả đấy. Nào, thả lỏng ra, thả lỏng, thả lỏng, không có gồng, không có cứng. Đó, sau này tập tốt thì chúng ta không cần dây nữa. Trong những ngày đầu chúng ta không có dây hãy sử dụng khăn bông nhé. Nào, hít sâu, vươn dài người về phía trước, hít sâu, vươn dài người về phía trước. Rồi, bây giờ chúng ta nâng người lên. Nào, xoay người sang ngang. Rồi, bây giờ mình sẽ co cái bàn chân trái của chúng ta lại, dựng gót chân phải lên, hít đầy mà hơi. Tay phải chống đối diện với cẳng chân phải, vươn tay trái sát mang tai. Rồi, thở nghiêng sườn nào, nghiêng sườn, nghiêng sườn. Nhắm mắt hít thở chậm lại nào, hãy dựng cái gót chân phải của chúng ta lên. Hít thở chậm, nó sẽ giúp mình kéo căng giãn hết toàn bộ phần eo sườn bên trái. Đó, giúp chúng ta lưu thông mạch máu và khí huyết trong cơ thể. Rồi, hít sâu, siết cơ nâng lên. Thở chúng ta đổi bên nhé. Rồi mình co cái chân phải lại, ta duỗi cái chân trái sang ngang, hãy dựng gót chân trái lên. Đúng rồi, dựng gót chân lên, tay trái mình chống phía trước, hít sâu tay phải vươn sát mang tai. Nghiêng nào, mình chớ cố gắng không cụp xuống cái vai xuống thế này nhá. Nào, chúng ta hướng cái vai phía dưới ở trước. Đúng rồi, kéo căng giãn cột sống và hít thở chậm lại. Nhắm mắt lại. Hít sâu, thở mềm là hãy nhấn mông phải xuống, hít sâu và thở mềm. Rồi, nhẹ nhàng chúng ta nâng người lên. Rồi, co chân lại, mình ngồi khoanh chân. Rồi, nhẹ nhàng hai cái tay chúng ta đặt lên gối. Hít sâu là thở, mình xoay hông. Ừ, phải, qua trái. Rồi, bạn sẽ thấy là cái phần cuộc sống của chúng ta cực kỳ là dễ chịu luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ chúng ta đảo chiều nào. Và mình đảo chiều. Rất là dễ chịu đúng không ạ? Cả phần cột sống luôn. Tập xong bài này thì chúng ta sẽ thấy toàn thân mình dễ chịu luôn. Rồi, chúng ta nâng người về giữa. Rồi, hít vào tay trái của chúng ta, áp cái mu bàn tay và eo sườn bên phải. Rồi, thở ra chúng ta nghiêng đầu qua bên phải. Rồi, cái tay phải mình sẽ đặt lên phần trên đầu. Mình nhắm mắt thả lỏng ra, là chúng ta đừng kéo thật mạnh nhé. Chỉ cần là mình đặt tay lên, nghiêng ra thả lỏng thôi. Nhắm mắt lại, hít thở chậm lại nào. Hít sâu, thở mềm. Quan sát cái lưng, hãy chú ý thẳng lưng chúng ta lên, không phần trùng lưng dưới và cũng không gù lưng ưỡn ngược lên nào. Thẳng lưng, hít thở chậm lại. Đúng rồi, 2 và 1. Rồi, hít vào mình nâng lên. Thở chúng ta đổi bên. Rồi, úp cái mu bàn tay phải và eo sườn trái. Và tất nhiên rồi, trong những lần đầu, thứ nhất là cái tay vai của mình nó chưa mềm, thứ hai là cũng có thể là cái eo của mình nó không nhỏ đấy, thì chúng ta sẽ chưa úp được bàn tay phía trước nhiều như cô Nga. Không sao nhé, chúng ta cứ luyện tập dần. Nhắm mắt lại, hít thở chậm lại. Rồi, hít sâu trở về giữa. Thở ra. Rồi, tay mình thả lỏng, chúng ta đặt lên gối. Hít vào rồi hai cái tay chúng ta đan lại. Đúng rồi, hai tay mình đan lại vào nhau này. Đó, đẩy cái tay xuống dưới cằm này. Thở ra nhắm mắt lại, lại đẩy căng ra cổ lên nào, đẩy căng ra cổ. Hơi ngả đầu về sau một chi xíu nào. Đúng rồi. Hít sâu buông tay đặt lên gối. Thở ra cuộn gù lưng mắt nhìn rốn. Rất tốt, cuộn gù lưng lại mắt nhìn rốn. Hít vào buông tay, đan lại. Thở ra đẩy ra sau cẳng, đẩy căng ra cổ lên. Nhắm mắt lại, căng ra cổ. Đúng rồi. Bài tập này giúp chúng ta kéo giãn phần da cổ rất là dễ chịu. Rồi, hít vào buông tay, đặt lên gối. Thở ra cuộn gù lưng mắt nhìn xuống rốn. Hít thở chậm lại. Một lần nữa, hít vào buông tay, đan lại. Đúng rồi, đẩy sang cằm, đẩy căng da cổ lên. Nhắm mắt lại, hít thở chậm. Thở ra cuộn gù lưng mắt nhìn rốn.
Giờ hít sâu nhẹ nhàng, thở ra vươn căng tay lên, vươn dài lưng, kéo căng giãn cột sống. Đan ngón tay, lật ngửa lòng bàn tay, vươn căng lên sau đầu. Bạn có thể nhắm mắt lại và hít thở chậm nhé. Nhắm mắt lại và chúng ta hít thở chậm lại. Đó, hơi để trống một chút xíu khoảng cách giữa tay vai. Không kẹp sát nhé, không kẹp sát, đúng rồi. Trống một chút xíu, hít thở chậm lại. Nhắm mắt lại, mắt nhìn ngang tầm mắt và nhắm lại. Rồi, hít sâu thở, vươn tay ra sau đầu nhiều hơn. Rồi, hít vào buông tay hạ xuống. Rất tốt, thở ra vươn căng tay lên. Vươn dài lưng kéo căng giãn cột sống, đan ngón tay, lật ngửa lòng bàn tay. Hít thở chậm lại, nhắm mắt. Rồi hít sâu buông tay hạ xuống một lần nữa. Vươn căng tay lên, vươn dài lưng kéo căng giãn cột sống, lòng bàn tay hướng vào nhau rồi chúng ta chắp tay lại trước ngực. Kéo vuốt xuống trước ngực, mắt nhìn ngang tầm mắt và nhắm mắt lại. Hít thở chậm lại, hít thật sâu, tròn căng bụng lên, thở thật chậm, rút sâu rún vào trong. Rồi bây giờ chúng ta từ từ mở mắt ra. Chúng mình vừa hoàn thành bài tập trị liệu phần cổ vai gáy cho chúng ta, và bạn sẽ thấy rằng là sau buổi tập, toàn bộ phần cơ thể của mình, không chỉ phần vai và gáy và toàn bộ cột sống và toàn bộ các cơ nó được kéo giãn rất là dễ chịu, đúng không ạ? Và cô Hà Nga lưu ý rằng ngoài việc chúng ta luyện tập như vậy, mình cũng phải chú ý các cái thói quen trong sinh hoạt hàng ngày. Ví dụ như là khi chúng ta ngủ thì mình không có nên mình để cái gối nó quá cao, đúng không ạ? Để gối quá cao nó sẽ cũng khiến cho chúng ta đau mỏi cổ. Hoặc là khi chúng ta nằm thì mình cầm cái điện thoại đó, mình nghiêng này mình xem. Nó quan sát lâu thế mình quá tập trung vào cái việc chú ý vào cái điện thoại, nó cũng khiến cho chúng ta bị phần mỏi phần cổ vai gáy. Hoặc là trong sinh hoạt hàng ngày mình cũng ngồi, trong khi tư thế chúng ta ngồi để mình xem điện thoại thì mình lại không lưu ý, mình trùng cái lưng xuống thế này, đúng không ạ? Gù cái lưng xuống này thì chúng ta phải nhớ là đẩy cái lưng mình thẳng lên đó, và đẩy cả phần ngực của chúng ta nữa đó, ngực thẳng đó, đẩy cái ngực lên, đẩy nâng cái ngực lên và thẳng cả cái lưng của chúng ta lên nữa, đúng không ạ? Đó là cái thói quen sau hàng ngày. Hoặc là mình tuyệt đối hay tránh, một số bạn mình vừa tranh thủ chúng ta làm và mình cứ kẹp cái điện thoại vào đây chúng ta nghe này, hoặc là các bạn gõ vi tính, đúng không, kẹp và gõ vi tính như này, thì các bạn thấy không, khi chúng ta mà cứ kẹp cái điện thoại vào cổ như thế này suốt ngày, các cái cơ nó cứ bị bó cứng như này, cứ dần dần lâu ngày nó tích lũy lại. Chúng ta cũng cần phải thay đổi các cái thói quen, đúng không ạ? Mình kẹp điện thoại và mình cứ nghe và mình gõ vi tính, hoặc chúng ta nấu cơm mình vừa tranh thủ, đúng không đó, thì chúng ta cũng cần thay đổi cả cái thói quen trong sinh hoạt của mình nhé. Hoặc khi mà chúng ta đi đứng đó, khi chúng ta đi đứng nữa, mình cũng phải có cái thói quen là giữ cái lưng mình thẳng lên, đúng không? Đẩy cái ngực lên, thẳng cái lưng lên đó. Hoặc là các bạn, đặc biệt là những các bạn mà chúng ta ngồi hay ngồi ở trong văn phòng nhiều, mình cứ phải đánh vi tính cũng hay bị gục cái lưng thế này, thì chúng ta cũng nhớ là mình thẳng cái lưng lên. Và sau mỗi khoảng một tiếng chúng ta ngồi cố định lâu như vậy, thì mình sau một tiếng đồng hồ chúng ta lên đi lại và vận động đó. Đan tay này, lật ngửa lòng bàn tay đó, đan tay này, vươn tay lên sau đầu. Đó thì chỉ những cái tư thế rất là đơn giản vậy thôi, nhưng chúng tôi làm thường xuyên và đều đặn, lặp đi lặp lại, thì chắc chắn rồi, nó sẽ giúp chúng ta giải tỏa phần căng thẳng của vai gáy rất là nhiều. Và chỉ phần với bài tập đơn giản như vậy, sau 30 phút thôi, đúng không ạ? Và bạn sẽ cảm thấy cơ thể mình nó khác luôn. Và bạn cũng đừng quên hãy giúp cô Hằng Nga lại comment lại xuống cái cảm nhận của bạn sau khi tập bài tập này. Đó, để các bạn đi theo sau để các bạn cũng thấy rằng cái bài tập này nó có cái điều gì đó thú vị và cũng là động lực để cho cô Hằng Nga có thêm động lực làm ra nhiều video hơn nữa để cho chúng ta, đúng không ạ? Và cái cách để chúng ta comment là như sau. Mình sẽ comment này, tỉnh, thành phố, nơi bạn sinh sống này, ngày tháng bạn luyện tập, cũng như là cái cảm nhận của bạn sau bài tập này, bạn cảm nhận thấy như thế nào, đúng không? Hoặc là bất kỳ cái thắc mắc nào của bạn sau khi chúng ta thực hiện bài tập, thắc mắc nào của mình trong quá trình luyện tập, bạn cũng thể đặt lại comment xuống bên dưới, và cô Hằng Nga sẽ theo đó để làm thêm nhiều video nữa cho chúng ta, đúng không ạ? Vâng, và cô Hằng Nga xin chào, hẹn gặp lại chúng ta ở trong những bài tập của ngày tiếp theo.